Điều tuyệt vời nhất khi bóng đá trở lại chính là những trận đấu lớn. Thậm chí ở tuần này chúng ta còn ngập tràn những trận cầu hấp dẫn. Để tiếp tục tiếp lửa cho Derby Manchester thì đây là một trong những câu chuyện thú vị về cả hai đội bóng thành Man. Chào mừng bạn đã đến với Phút Bù Giờ về những câu chuyện giống nhau giữa hai đại diện của Manchester. Hẳn bạn cũng biết chuyện của Sancho hiện tại, người còn không được ăn trong căng tin của đội 1 mà phải xách theo cơm hộp đi làm. Nhưng hầu hết cổ động viên của Man United đều đồng ý với cách đối xử đó thôi, vì lý do đơn giản là Sancho là một cầu thủ hư. Hơn nữa là hư với thầy của mình, nhưng bạn cũng nhớ rằng là chỉ vài tháng trước, cũng một cầu thủ đã trở thành trò hư trong màu áo của Man City. Và kết cục là anh ta phải rời đội bóng trong mùa hè vừa rồi. Derby thành Manchester đang đến gần lắm rồi. Những trận derby là hương vị món ăn không thể thiếu ở mỗi mùa giải. Phong độ thất thường hay bao nhiêu chiếc cúp sẽ bị bỏ qua hết ở trong trận đấu kiểu như vậy. Cả hai sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng không chỉ vì 3 điểm, mà đó còn là niềm kiêu hãnh, tự tôn của một câu lạc bộ tại một thành phố hay một quốc gia nào đó. Nhưng hôm nay chúng ta không nói về tình hình chuẩn bị của hai đội bóng như thế nào trước thềm đại chiến, mà hãy tìm hiểu những câu chuyện giống y hệt nhau mà cả hai đã và đang trải qua. Để một câu lạc bộ thành công thì kỷ luật là điều chắc chắn không thể thiếu. Ấy thế mà trong bóng đá hiện đại không ít những cái tên đã không tuân thủ theo những nguyên tắc đó, để rồi dẫn đến kết cục là phải rời khỏi đội bóng ngay lập tức. Cả Manchester United và Man City đều đã đang trải qua câu chuyện như vậy. Đó là João Cancelo và Jadon Sancho. Trường hợp của cầu thủ người Bồ Đào Nha bắt đầu từ trận đấu mà Man City thắng 4-0 trước Chelsea ở FA Cup. Thời điểm đó, phong độ của cầu thủ người Anh là không tốt. Anh thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị. Thay vì luyện tập chăm chỉ để giành lại suất đá chính, thì anh lại công khai với Pep là anh muốn rời Man City để được ra sân nhiều hơn. Đồng thời, anh cũng thông báo với người đại diện tìm cho mình một bến đỗ mới. Một người như Pep rõ ràng không hài lòng với thái độ đó. Ngay lập tức anh bị đẩy sang câu lạc bộ khác theo dạng cho mượn, đó là Bayern Munich. Sau khi hết hợp đồng cho mượn, anh tiếp tục bị đẩy sang Barcelona vào đầu mùa giải năm nay. Với sự cứng rắn của ông thầy người Tây Ban Nha, có thể nói Cancelo gần như đã hết hy vọng được chơi bóng tại Etihad. Ít ra Cancelo còn có thể lấy lại phong độ như thể hiện được đẳng cấp của mình khi chuyển sang câu lạc bộ khác. Còn về trường hợp của Jadon Sancho, chẳng ai biết được liệu cầu thủ người Anh có thể tìm lại chính mình khi rời Old Trafford hay không. Mọi chuyện bắt đầu từ sau trận đấu giữa Arsenal và Manchester United. Khi được hỏi về việc tại sao Sancho lại không được đăng ký thi đấu, Ten Hag công khai chỉ trích thái độ luyện tập của cầu thủ 23 tuổi là không tốt. Nếu Sancho giữ im lặng thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì cả. Ấy vậy mà ngay sau đó, cựu cầu thủ Dortmund đã đăng bài phản bác lại hoàn toàn những gì ông thầy người Hà Lan nói về mình, đồng thời công khai muốn bật lại huấn luyện viên. Một vị huấn luyện viên như Ten Hag chẳng thể nào hài lòng với điều đó. Ông ngay lập tức gạch tên cầu thủ người Anh ra khỏi kế hoạch của đội bóng trong mùa giải này, đồng thời cấm anh đến sân tập cũng như sử dụng trang thiết bị của đội bóng. Ngay cả ban lãnh đạo câu lạc bộ cũng ngán ngẩm vì thói vu kỷ luật của Sancho khi anh thường xuyên thức khuya chơi game cũng như chỉnh mảng trong luyện tập. Có thể nói, họ đã chấp nhận Sancho là bom xịt của đội bóng và sẵn sàng đẩy anh ra đi vào kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Một trong những cuộc chia tay đầy cảm xúc của Man City trong mùa hè vừa qua chính là khi họ chúc Gundogan có một trang mới trong sự nghiệp tại Barcelona đúng với đam mê của anh. Man City chia tay đội trưởng kỳ cựu và người rồi cũng sẽ trở thành huyền thoại của họ. Và Manchester United cũng như thế, họ cũng chia tay một biểu tượng của câu lạc bộ, người đã gắn liền với khung thành ấy bao nhiêu năm và trở thành một vị thánh tự xưng, có lẽ là tồn tại mãi mãi trong tâm trí của bất kỳ một trái tim quỷ đỏ nào. Cũng thật trùng hợp khi mùa hè vừa qua cả United và City đều chia tay hai công thần của đội bóng trong suốt nhiều năm qua, đó là David De Gea và Ilkay Gundogan. Nhưng cái cách mà hai đội chia tay với công thần của họ khác nhau lắm. De Gea là một trong những cái tên cuối cùng mà huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson để lại cho Manchester United trước khi ông nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Có thể nói De Gea là một trong những chứng nhân cho sự thịnh suy của Man United trong 10 năm trở lại đây. Ngày anh mới đến, Man United vẫn còn là một thế lực đủ sức cạnh tranh trước vô địch Premier League. Ấy vậy mà trong những năm gần đây, top 4 chỉ là mục tiêu cao nhất mà bà lãnh đạo Quỷ Đỏ hướng tới. 12 năm qua, có rất nhiều cầu thủ và huấn luyện viên đến rồi lại đi vì không đáp ứng được kỳ vọng của đội bóng. Nhưng ở vị trí gác đền, De Gea vẫn ở đó. Anh là người chứng kiến hết tất cả, không phải một tiền vệ hay một tiền đạo mà chính vị trí của thủ môn người Tây Ban Nha là người chơi hay nhất xuyên suốt hơn một thập kỷ của Quỷ Đỏ. Khi mà thủ môn chiếm spotlight thì bạn hiểu được đội bóng đang bất ổn như thế nào. Những pha bay nhảy liên tục cứu thua của De Gea khiến người hâm mộ phải trầm trồ về sự xuất sắc của anh. Với một thủ môn vẫn ở lại cống hiến cho câu lạc bộ dù đội bóng đang có như thế nào thì thật đáng phải trân trọng.
Ấy thế mà ban lãnh đạo của Man United lại không làm thế, đặc biệt là huấn luyện viên Erik ten Hag. Ông thầy người Hà Lan cho rằng De Gea đã quá cũ kỹ, cần phải thay mới, bất chấp thủ môn người Tây Ban Nha đã giảm rất sâu mức lương của mình để được ở lại Manchester United và chấp nhận trở thành thủ môn dự bị. Thế nhưng chẳng có một sự khoan nhượng nào cả. De Gea ra đi, không kèn không trống, đó là cách mà huyền thoại của Manchester United rời đi vào mùa hè vừa qua. Ilkay Gundogan là một trong những cái tên quan trọng nhất dưới thời huấn luyện viên Pep Guardiola. Cùng với ông thầy người Tây Ban Nha, Gundogan giành được vô số những danh hiệu khác nhau, bao gồm 5 danh hiệu Premier League và một chức vô địch của Champions League. Anh là một trong những cái tên quan trọng nhất giúp cho The Citizen đi đến cúp ba vĩ đại trong mùa giải vừa rồi, trở thành câu lạc bộ thứ hai tại xứ sở sương mù sau Manchester United làm được điều đó. Ilkay Gundogan vừa hết hạn hợp đồng với Man City vào mùa hè vừa qua. Ban lãnh đạo đội bóng rất muốn ký tiếp hợp đồng với người đội trưởng của mình, đặc biệt là Pep khi ông ra sức thuyết phục cầu thủ người Đức ở lại với ông thêm ít nhất một năm nữa. Nhưng Gundogan được cho là muốn tìm thử thách mới trong sự nghiệp và anh cứng rắn với quyết định của mình. Không còn cách nào khác, ban lãnh đạo của Man City phải tôn trọng quyết định của anh và chúc anh đạt được những thành công ở đội bóng mới là Barcelona. Đó là những cách mà hai đội bóng thành Manchester chia tay huyền thoại của mình trong mùa hè vừa qua. Cũng có những cảm xúc dành cho sự rời đi của những huyền thoại. Cả Manchester City và Manchester United đều thấu hiểu nhau về điều đó. Sir Bobby Charlton, người đàn ông quá nổi tiếng và vĩ đại của bóng đá Anh, đã rời đi và trở thành niềm tiếc thương khôn tả của đội bóng áo đỏ trong những ngày qua. Và với Man City, họ cũng chia tay huyền thoại của mình, đó là Francis Lee, một người đàn ông vĩ đại cũng đã giúp họ giành lấy nhiều vinh quang trong quá khứ. Xa hơn một chút, chúng ta nói về bóng đá thế kỷ 20, nơi mà những huyền thoại ở đội bóng đã góp công xây dựng nên những Man United hay Man City ở thời điểm hiện tại. Trong vòng một tháng vừa qua, cả hai câu lạc bộ thành Man đều đón tin buồn khi hai huyền thoại Old Trafford và Etihad là Sir Bobby Charlton và Francis Lee qua đời. Cả hai đội bóng đều có những hoạt động ý nghĩa để tri ân cố huyền thoại của mình. Sir Bobby Charlton là một trong những cầu thủ đã may mắn sống sót sau thảm họa Munich 1958, nơi đã cướp đi gần như toàn bộ đội hình của Quỷ Đỏ vào thời điểm đó. Khoảng thời gian đó, Man United đã rơi vào tình trạng khó khăn khi họ mất đi phần lớn những nòng cốt của đội bóng. Câu lạc bộ trở nên khủng hoảng trong nhiều năm. Bằng một cách thần kỳ, những George Best, Dennis Law hay đặc biệt là Bobby Charlton đã vực dậy đội bóng. Chức vô địch C1 thần kỳ vào năm 1968 làm minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc của Quỷ Đỏ, đặc biệt là Bobby Charlton. Ông không chỉ là huyền thoại vĩ đại nhất của Man United mà còn là của cả nước Anh với chức vô địch World Cup 1966. Ông cũng là cầu thủ của Man United đầu tiên và duy nhất cho đến lúc này vinh dự được nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị trao phong tước hiệp sĩ. Vài ngày trước, người hâm mộ của Quỷ Đỏ đã đón tin không vui khi Sir Bobby Charlton qua đời ở tuổi 86. Toàn thể đội bóng đã vô cùng tiếc thương cho người con vĩ đại nhất của Quỷ Đỏ. Những băng rôn, vòng hoa cũng như lời tri ân sâu sắc được đội bóng đặt ở trước tượng của Charlton bên ngoài sân vận động Old Trafford. Ngoài ra, họ cũng tổ chức buổi tri ân cố huyền thoại trong trận đấu với Copenhagen tại Champions League. Giờ đây, ông đã được về với Chúa Trời, người hâm mộ của Quỷ Đỏ sẽ không ai quên được những gì mà ông đã từng làm cho đội bóng. Trước đó vài tuần, huyền thoại Francis Lee của Manchester City cũng qua đời ở tuổi 79. Man City ở thế kỷ trước là một đội bóng không được đánh giá quá cao. Đội chủ sân Etihad chỉ có tổng cộng 2 chức vô địch quốc gia Anh vào những mùa giải 36-37 và 67-68. Đặc biệt là chức vô địch thứ hai có công không nhỏ của Francis Lee. Chuyển đến Man City từ Bolton, ông đã ngay lập tức trở thành trụ cột của đội bóng và giúp nửa xanh thành Manchester lên ngôi vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên. Chỉ gắn bó 7 năm với The Citizen, nhưng ông đã mang về cho Man City 5 chiếc cúp lớn nhỏ khác nhau. Đó đã là thành công rất lớn với một đội bóng như Man City ở thế kỷ 20. Họ đã rất sốc khi nghe tin người đặt nền móng cho câu lạc bộ đã qua đời ở tuổi 79. Ban tổ chức sân vận động Etihad cũng dành ra một buổi để tri ân cố huyền thoại của mình và tôn vinh những đóng góp của ông và sự phát triển của Man City. Và ngay ở hiện tại nữa, họ cũng có một điểm chung khi những số 9 mũi nhọn trên hàng công của họ đều có những vấn đề của riêng mình. Erling Haaland vẫn ghi bàn đấy, nhưng chúng ta đều thấy vẫn còn gì đó không ổn khi anh không còn được hỗ trợ nhiều như trước. Rasmus Højlund thì sao? Là một trong những điểm sáng hiếm hoi của Manchester United, nhưng vẫn đang gặp khó khăn khi ai đó tin rằng anh đang không được chuyền bóng đủ nhiều. Erling Haaland và Rasmus Højlund được coi là hai số 9 hiện tại ở Man City và Manchester United, nhưng họ đang chưa thể hiện tốt nhất những gì mình có thể làm. Nguyên nhân cho điều đó đến từ rất nhiều yếu tố khác nhau, từ con người, lối chơi, đồng đội. Haaland vẫn đang là tay săn bàn số 1 tại giải Ngoại Anh khi có 9 pha lập công trong mùa giải này. Nhưng có một cái gì đó khiến người hâm mộ nghĩ rằng Haaland vẫn chưa phải là phiên bản tốt nhất của mình. Bằng chứng là tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Haaland đã giảm đi đáng kể, chỉ 29% so với 60% ở mùa giải trước.
Chỉ tính riêng trong trận gặp sao đỏ Belgrade ở Champions League cũng như West Ham ở ngoại Anh, tiền đạo người Na Uy đã bỏ lỡ đến 9 cơ hội ăn bàn rõ rệt. Và trong khoảng thời gian gần đây, các cổ viên của The Citizen cảm thấy lo lắng khi ngôi sao số 1 của đội bóng đã tịt ngòi trong 4 trận liền. Lý giải cho điều này là việc Haaland đã chạm bóng ít đi, khiến đầu ra bàn thắng bị giảm đáng kể. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng cầu thủ người Na Uy chỉ đang hơi thiếu tự tin thôi. Một khi đã tìm lại được chính mình, anh sẽ quay lại với khả năng săn bàn đáng sợ của mình. Quả thật như vậy, Haaland cũng không phải để người hâm mộ chờ đợi lâu khi đã giải tỏa cơn khát bàn thắng trong trận đấu với Brighton vào cuối tuần qua, cũng như lập cú đúp trong trận thắng Young Boys tại Champions League. Chính huấn luyện viên Pep Guardiola cũng phải vui mừng khi Haaland đã ghi bàn trở lại, bởi ông rất cần tiền đạo 23 tuổi phát huy điều đó trong những trận đấu tiếp theo khi mà đội chủ sân Etihad sắp bước vào giai đoạn khốc liệt của mùa giải. Về phía của Rasmus Højlund, cầu thủ người Đan Mạch đang có 3 pha lập công cho Man United trong mùa giải này và nó đều đến tại Champions League. Hiện tại cầu thủ 20 tuổi vẫn chưa có pha lập công nào ở ngoại Anh, khiến các Man United phải tỏ ra lo lắng, bởi đây mới là giải đấu ưu tiên của Quỷ Đỏ. Nhiều người cho rằng việc Højlund không được các đồng đội truyền bóng quá nhiều là một trong những nguyên nhân khiến cầu thủ người Đan Mạch chưa thể trở thành một số 9 tốt tại Old Trafford. Ngay cả huyền thoại như Ruud Gullit cũng phải công nhận điều đó. Højlund chưa ghi bàn nhiều là bởi cậu ấy không được đồng đội tạo điều kiện. Khi một tiền vệ hay một ai đó có bóng trong khu vực nguy hiểm, họ thường tự mình tung ra cú sút bởi ai cũng khao khát lập công. Điều này khiến cho Højlund trở nên đói bóng và không thể phát huy khả năng săn bàn của mình. Ngày tôi còn thi đấu bên cạnh Van Basten, khi tôi có bóng trước vòng 16m50, tôi dứt điểm chưa chắc đã có bàn thắng. Nhưng nếu đó là Basten, chắc chắn cậu ấy sẽ ghi bàn. Chính vì vậy tôi thường tìm cách chuyển cho Van Basten hơn là tự mình đưa ra cú sút. Họ luôn đang rất cần một bàn thắng để giải tỏa sức ép, bởi cậu ấy là một tiền đạo. Mà đã là tiền đạo thì một khi có bàn thắng, cậu ấy sẽ vô cùng thăng hoa. Haaland đã bắt đầu khai nồng trở lại trong vài trận đấu gần đây, nhưng Højlund vẫn chưa thể làm điều tương tự. Toàn thể Manchester United, đặc biệt là huấn luyện viên Erik ten Hag, cần phải có những giải pháp nhất định cho cậu trò nếu không muốn tài năng của cầu thủ 20 tuổi bị mài mòn ở Old Trafford. Derby Manchester cuối tuần này hy vọng sẽ chiêu đãi cho chúng ta một trận bóng đỉnh cao và những drama hay nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi những câu chuyện ở phút bù giờ. Hãy nhớ nhé, cứ 10 giờ 30 sáng mỗi ngày ngay tại đây với những câu chuyện bóng đá hấp dẫn nhất. Hãy dành 3 giây để tặng chúng tôi một like và một subscribe như một sự ủng hộ dành cho những người đã thực hiện video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi những câu chuyện ở phút bù giờ. Hãy nhớ nhé, cứ 10 giờ 30 sáng mỗi ngày ngay tại đây với những câu chuyện bóng đá hấp dẫn nhất. Hãy dành 3 giây để tặng chúng tôi một like và một subscribe như một sự ủng hộ dành cho những người đã thực hiện video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.